chào các bác cô chú anh chị. Mưa quá. Các bác nhìn này, ướt hết cả Hoàng Thành Thăng Long rồi. Mưa quá. Đấy, các bác hôm nay chia sẻ các bác cái cây xanh lá móng huyền thoại một thời. Chất liệu xanh lá móng huyền thoại một thời. Làm mưa làm gió ở trên các diễn đàn xanh các bác. Đấy, và giá cả thì cực kỳ là khủng khiếp. Chất liệu xanh lá móng thì nó đẹp nhất ở cái lá thôi các bạn. Lá và rằm nó rất là gọn gàng. Lá như cái trái tim, như cái móng đào đất ấy các bác. Đấy, hoặc như cái móng tay ấy. Nó không có xoăn xoăn gì cả. Lá rất gọn gàng, lá nào cũng như lá nào. Đấy, chia sẻ với các bác một tác phẩm tạm gọi là Hoàng Thành Thăng Long đi. Hoàng Thành Thăng Long đi. Hay là cổng ô quan trưởng cái gì đấy. Đại loại là thành cổ ngày xưa. Chất liệu là xanh lá móng. Đấy, các bác nhìn này, vẫn còn đang mưa, tiếp tục mưa. Thì hôm nay đi tìm mãi thì thôi, thấy có mỗi cái chậu này là nó hợp lý với nó. Chứ muốn thì muốn những cái khay khác cơ, nhưng mà không có. Đi ra mấy cửa hàng thì chỉ có cái chậu này thì thôi, bắt cái chậu này và để thay cho cái cây này lên. Đấy, giới thiệu các bác cây xanh lá móng rất là rộng rãi bề thế. Xem nó cái nào tôi để vào để sau này tôi hứng nước, thì sau này tôi hứng mấy cái rễ nó buông xuống mà như nhấc về nó không có cái đấy. Đấy, chất liệu xanh lá móng khá là to, các bác nhìn thì quay có vẻ cây này là hơi khó, có vẻ quay là hơi khó. Đấy, các bác nhìn chất lá với chất rong của nó đẹp lắm. Đấy, cây thì cây hoàn thiện, cây hoàn thiện chỉnh sửa tí theo ý mình thôi. Cây này thì kế thừa được, không phải phá đi cái gì cả. Ôm cái cổng này nó chắc hơn 10 năm rồi, thấy chủ cũ à như vậy. Đấy, tí nữa tôi sẽ bóc ra mặt sau đây các bác nhé. Thành này, cổng chính đây và hai cổng hai bên. Có lẽ rằng tôi sẽ nghiên cứu và xếp lại hai những cái rễ này sang bên để nó vào cái lối đi này, thì mất lối đi rồi. Quan điểm của các bác thế nào? Chắc phải dẹp hết sang vén sang hai bên chứ. Để lối đi này thì nghe không hợp lý lắm nhỉ, kiểu như thành bỏ hoang ấy các bác nhỉ. Cái này là chắc là đất nung các bạn, nguyên khối chứ không phải là gạch ghép, đất nung nguyên khối, nhưng mà rêu phong nó đã lên tầm này nó nhìn như là thành thực sự rồi. Bên này thì có lối vào thành rõ ràng là mặt trước đây. Đấy. Đấy, cái chỗ này tôi rất thích. Sau tôi muốn những cái rễ này nó phải ôm xòe vào đây, ôm xòe vào cái mặt thành này. Đấy. Chứ không phải là ăn chéo sang đây. Ok, bây giờ bóc ra để cho lên chậu các bác nhé. Trước là trên cái chậu xi măng to lắm, nặng lắm, tôi không bê lên được. Đấy, nguyên cái bánh cũ. Nhấc cái cổng sang là sang thôi. Xem là nó có ra gì không các nhé. Đấy. Ở đây. Đây có hai cái miếng lót chậu đây rồi. Hai cái miếng lót chậu đây. Rồi. Lót chậu. Hôm nay mua cái chậu này đồng chí em ở đây. Đây cũng có hai miếng, đây hợp của nó hơn. Vậy đây là cái lỗ tròn này hợp hơn. Này cũng hơi bé. Này. Thì nó lồng cái dây kẽm vào đây rất là được. Là nhấc luôn lên này. Cây khá là mỏng. Kích thước lọt lòng khoảng 51, rộng khoảng độ 35 các bác nhé. Như vậy là cái này sẽ phải cắt bớt một chút ở đây. Như vậy cắt bớt một chút này. Cái này để mà thoải mái rộng rãi từ bên này chừa một tí bên này đến đây thì có khoảng độ 55. Đấy, nhưng mà có vẻ như thế thì hơi nuốt một cây. Thôi để thay cái sẽ.
đã trồng xong các bạn,
Các bác có vẻ như sẽ khó nhìn cây này, hơi to mê. Trồng xong rồi thì chắc sẽ có một cái buổi ban ngày giới thiệu lại và bấm bấm lại, đồng thời là sắp xếp lại dễ bệ xem nó như nào. Chứ các bác nhìn này chắc khó. Thứ nhất là ban đêm, thứ hai là cây nó khá là to và um tùm. Các bác nhìn, các bác chỉ nhìn được cái dáng của nó này. Cái dáng của nó đấy, đại loại các bác nhìn thấy một cái cây nó ôm cổng thành, nó như ôm cổng thành. Các bác là tưởng tượng là một con rồng cũng được, nhưng một con rồng cũng được, đại loại thế. Nếu mà bác nào thích liên tưởng đến thú thiết đấy, nhưng mà tôi thấy một cây ôm cái cổng rất cổ. Mỗi tội cái cổng này thì cái chỗ trắng trắng ghi là 1010 đấy, tức là năm rời đô Thăng Long đấy, chiếu rời đô Thăng Long đấy. Nhưng mỗi tội cái cổng này nó hơi mới, thì nó đang có lan cái rêu từ dưới lên rồi, thì nó sẽ cũ hơn rồi, thì nó hợp lý hơn. Bây giờ tôi sẽ bấm qua lại một tí cái bông để xong rồi nhấc camera lên tận các cái góc cho bác xem nhé. Và hứa sẽ có một cái buổi khác nữa ban ngày để các bác chiêm ngưỡng cái tác phẩm này. Nó rất là giá trị cả mà cả thẩm mỹ, chất liệu và cái tính lịch sử câu chuyện trong đấy các bác nhé. Đấy, cây rất đẹp.
tối lắm các bạn, không nhìn rõ. Về cơ bản thì cây này nó người ta mới làm răm riếc cho nên là nó cũng chưa phải cắt nhiều, cắt một số điểm và sau lá già tôi sẽ xếp lại răm, không làm theo kiểu của bác này, tôi sẽ xếp lại thật nghiêm chỉnh chứ không. Hiện tại bác ấy vẫn đang co kéo dây dở để cho nó ấm bóng ấy, nhưng mà mình không cần móng này, mình cắt mình trải sóng răm ra làm là đẹp. Bạn vẹo làm gì, vẹo này không nhanh hơn đâu các bạn, chỉ nhanh trong cái lúc đấy thôi, nhưng mà đẹp thì không bao giờ đẹp được. Cảnh các bác ơi, chậu này hơi bị kích, giá như được khoảng độ 3 phân nữa thì đẹp, chậu nó phải 55, tầm 55 thì đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, quan trọng là cái cổng này nó hơi to, cổng này hơi to, cái cổng phụ bên này to quá. Đấy, rơi được phiên phiến này. Đại loại là nó một cây chất liệu xanh lá móng thì có vẻ như được ví với nữ hoàng của loại xanh, vì là lá rất đẹp, màu sắc. Lá móng nói với các bác là cũng có mấy loại lá móng nhé, Nam Điền cũng thế, xanh quê thì rất nhiều, mọi từ dòng xanh thì cũng đều bắt nguồn từ quê mà ra thôi. Đấy, nhưng mà lá móng thì rõ ràng nhất là cái loại này, lá nó không xanh đậm như cái xanh kia đúng không các bác, nhìn thấy không, nó hơi có màu vàng, ngả vàng, và đặc điểm của lá nào cũng đều như lá nào, rất sóng răm riếc, nó mập dày, da hơi xanh. Đấy, các bác, đặc điểm là nhiều vách, nhiều rễ kết, nhiều rễ lưới. Các bác nhìn cây này độc đáo, các bác nhìn từ đường chạy từ trên này xuống nhé. Đấy, nó vòng ra đây và xuống đây. Đây, bên này có một nhánh rẽ ra đây. Ngày mai sẽ có một cái cuốn video nữa là ban ngày về cây này, tôi sẽ hạ thấp cái tay này xuống một chút nữa. Các bác nhìn cái chiều này, các bác thấy này. Đấy, cả cái cây nó đang theo chiều này đúng không? Thì bây giờ tôi cho vít cái tay kia vam xuống một tí nữa. Đấy, cái tay này làm cho một tí cho cái bông nó êm ái cái chỗ trống này này, và sau này sẽ xây dựng những cái vòng ở đây. Sau này bỏ hết dây dựa này đi là cắt tỉa lại làm răm, cái này nhanh lắm, làm răm lá móng rất nhanh. Bạn vèo dậy làm cái gì, vừa tốn công lại sau nó không thẩm mỹ. Các bạn nhìn dậy đến độ mưa không lọt xuống này. Dài cái này dài chắc nó phải tầm 65 8 chiều rộng chiều dài khoảng 65, rộng thì chắc khoảng độ cái chậu kia là 30, khoảng độ 40 từ bên này sang bên này khoảng 40, cao thì xem nào, từ mặt chậu lên nó khoảng độ chắc tầm, nếu mà từ đây lên nó khoảng tầm 40 hơn. Đấy, 1910 đây, nhưng mà vẽ vết bằng vôi bị rời mất, đúng năm mà rời đô Thăng Long này. Đấy, chậu thì thôi cũng cùng với màu với cái cổng này rồi,
giá mà nó có kích cỡ nó dài hơn tí nhưng mà không có cái số số trên nó lại rất là to, không không hợp lý. Đấy, là cái chân cổng chỗ này mà nó bé bé, mình kích dịch ra đây một tí thì đẹp, thì là vừa, không phải cặn, nhưng mà cắt tí kia cũng chẳng sao, không vấn đề gì. Đấy, sau thì sẽ làm lại cái tay này một thấp xuống một chút, cái chỗ đây nuôi ra, nuôi chỗ này ra mềm mại một tí, những cái dây dợ này sau bỏ hết, cắt giật lại hết, cắt giật răm thôi, cắt răm chứ không. Đấy, và sau cái đợt lá già này tôi sẽ làm lại cái bộ răm cây này, làm lại bộ răm cây này, nó là cây hoàn thiện các bạn. Quay này tôi không thấy hết cái vẻ đẹp nhưng nó cũng khá là khó chịu. Hôm nay quay cây này khá khó chịu vì không hết được cái vẻ đẹp nó. Đấy, các bác nhìn chiều này thì có thể thấy phần nào, phần nào, phần nào. Đấy các bác ạ. Rồi, ok. Thế là cũng hòm hòm các bác mường tượng được phần nào rồi. Quay game nó khổ thế đấy, nhất là những cây mà có nhiều chiều sâu và nó vách biết như này. Đấy, tôi sẽ hạ cái tay kia xuống một chút nữa. Và có thể nghiên cứu dần cả những cây vách này để đẩy nó ra cái khỏi ngoài cái khỏi chắn mất cái cổng này. Thế thôi. Và để này, nuôi những cái rễ buồng như này, xanh lá móng lấy vách xuống rất dễ lắm nhé, cứ tự hơi nước là xuống thôi, để cho nó ôm xòe vào đây, xòe chân ra đây, ôm vắt xuống cành cổng chứ không phải vắt ngang như này thì sẽ rất là tuyệt vời. Cái chỗ này có những cái rễ trống này xuống rất tuyệt vời, ăn vào đây thì chỗ này nó đẹp mỹ mãn luôn. Có rễ rồi đấy các bạn, nhưng mà các bác ý đang để vắt sang bên sườn, tôi là phải cho vào đấy, cần thiết phải cho cái một cái máng nước để đây, nó cứ theo hơi nước nó lan xuống thôi thì đẹp tuyệt vời luôn. Ok các bác, một cây xanh quý, theo đánh giá của tôi là một cây xanh quý, chất liệu quý cho đến tạo hình và cả một câu chuyện lịch sử đấy các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi, hẹn gặp lại các bác ở video cây này lần sau vào ban ngày. Chúc các bác ngủ ngon.